hiểu thì thầy có cái ví dụ nào không thầy? Một cái sai mà kéo theo một cái đúng. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ cái gốc là cái vấn đề đó nó đúng, cho nên người ta công nhận nó là đúng, cho dù là nó phát xuất từ một cái sai. Hiểu Ví dụ để... không? Thí dụ hả? Thí dụ nó đâu có cần phải vô trong cái thí dụ mà nó liên quan tới trực tiếp những vấn đề cụ thể đâu. Cái đó là người ta quy ước mà. Tức là người ta quy ước về mặt chân trị. Giống như cái buổi học đó thì có nói là đừng hỏi tại sao một cái theo một nó lại đúng, là bởi vì nó là một cái quy ước. Khi mà người ta đã công nhận cái phép chân trị với như vậy thì được gọi là đúng, có nghĩa là nó mặc nhiên theo cái góc độ tiên đề của toán học đó. Cho nên thành thử ra là có những cái mà mình thấy đối với mình cảm giác là nó không đúng, cái đó là cái cảm giác của mình. Nhưng mà cái quy định của logic ngay từ ban đầu của người ta nó là như vậy, mình chấp nhận hay không chấp nhận đó là chuyện của mình, nhưng mà quy luật của người ta thì đó là cuộc chơi của người ta chứ không phải là cuộc chơi của mình. Còn mà ví dụ cụ thể như buổi đó thì có ví dụ mấy cái cho rồi á, là cái sai mà kéo theo cái đúng. À, quên đó thầy. Ủa bữa Nên đó về hả? học lại. Bữa bữa đó không nhớ hả? Thầy quên mất rồi, để thầy mở lên cái file thì coi vô đó cái nằm ở chỗ nào vậy? Dạ. Ở Trang trên mấy? đó thầy. Để con lại. Số 8 này. Ok, mở lại. Hỏi tiện tiện kéo theo này không kéo theo một nè. Đức có ví dụ hả? Không chị không không phải cái không là cái không đúng, cái không đúng nó kéo theo một cái mình này đúng à, cái phần đó này không có ghi lại rồi. À, biết kiếm cái ví dụ khác chứ. Một cái mà nó sai. Nếu như một góc, nếu như ba góc của tam giác lớn hơn 1.8, nếu như ba góc của tam giác lớn hơn 1.8 thì nếu như ba góc của tam giác lớn hơn 1.8 là sai, thì cái gì miễn sao gác vô nó đúng là được, nhưng mà sao cho nó liên đới để mà Quốc có thấy được cái tính hợp lý lớn hơn 1.8. À, thì nó là tam giác cong. Biết Đúng rồi. Thì nó sẽ là tam giác cong.
Tại vì ba góc của tam giác thì nó không thể nào lớn hơn 180 được. Cái Tam giác không thế này. có biết tam giác cong không? Dạ không. Này trời. Mới nghe luôn. Ủa không biết hả? Tam giác cong này. Để vẽ cho cái tam giác cong. Cái tam giác á là đường nối giữa tụi nó là đường thẳng. Tam giác cong là đường nối giữa tụi nó là đường cong. Giống như hình thăng cong lớp 12 có học rồi chứ. Hình thăng cong họ phải học lớp 12 rồi mới qua tới tích phân được. Không học hình thăng cong đâu qua tích phân được đâu. À, cái vụ hình thăng cong em nhớ đó học tích phân nó chỉ nói lướt lướt qua là cái gì tích phân dùng để tính hình diện tích hình thăng cong gì đó thôi, do quy định bởi cái hàm số vậy thôi chứ không có dạy kỹ này. Tại vì đó là một cái khái niệm mở rộng ở trong toán học mà nó vi phạm nhiều cái nguyên lý trong mình học phẳng lắm. Bây giờ học phẳng thì nó không có cái tính chất này. Nên thành ra là có nhiều cái bài toán trong thực tế á, thì cái hình tam giác nó không phải là đường thẳng. Mà một cái ví dụ điển hình nhất là bất kỳ mình vẽ trên cái mặt đất của mình một cái hình tam giác thì hình tam giác đó đều không thẳng. Là bởi vì cái trái đất mình nó cong. Rồi cũng cũng trường hợp này nha. Tại vì bây giờ đặt cái mệnh đề x là tổng ba góc lớn hơn 180, rồi đặt mệnh đề y là thì đó là tam giác cong. Nhưng mà lỡ bây giờ có đứa nó phản biện như thế này, nó nói vậy nếu như đem cái câu này mà áp vô trường hợp một, đổi cái mệnh đề ba góc của tam giác lớn hơn 180 thành nếu ba góc của tam giác bằng 180 thì cái Tam chân giác trị của nó bây giờ là một, là tam giác thường à, tam giác cong nó cũng là một sao thầy? à, đâu có ăn nhập vô đâu. Tại vì À ba góc của tam giác nó mà là bằng 180 thì nó đã trở thành tam giác rồi, nó đâu còn là khái niệm tam giác cong nữa đâu. tức là cái giữa cái mệnh đề x và y ngoài cái chuyện chân trị ra nó còn phải ăn nhập với nhau về nghĩa đó, đúng không thầy? Thật ra là nó không cần ăn nhập, thầy ví dụ nó ăn nhập đặng mà cho em nắm cái quy luật của nó thôi, chứ ở trong góc độ của chân trị thì người ta chỉ xét giá trị chân trị của cái mệnh đề đó thôi à. Mà bởi vì em bảo là em không có hiểu cái chỗ đó cho nên thành ra thầy phải kiếm cái ví dụ nào mà nó ăn nhập với nhau. Thì nói ví dụ nha, nếu tôi không bao giờ chết, nếu tôi không bao giờ chết thì Hà Nội cũng là thủ đô của Việt Nam. Em thấy cái mệnh đề nó không ăn nhập gì nhau hết à. Nhưng mà xét chân trị là nó đúng đó. Tại vì nếu tôi không bao giờ chết thì nó là sai. Nếu tôi không bao giờ chết thì Hà Nội là thủ đô Việt Nam. Không ăn nhập gì hết á. À, nhưng mà xét chân trị của nó thì nó đúng. À rồi rồi hiểu rồi, em hiểu rồi, giống như cái câu mà không mở thì chợ vẫn đông vậy đó. Có mày cũng sao đâu, không ai chết đâu sợ. Tôi là con gái thì trái đất này vẫn quay. Đúng rồi, kìa Minh có một câu kìa. Chứ mình gái thiệt cái trái đất này đứng lại. Mình đi tiếp ha. Không có gì, xem lại mà thấy chỗ nào có gói thì cứ hỏi lại. Hôm trước là mình tới ánh xạ đồ các kiểu rồi. Chưa ánh xạ mới hàm hàm à.
thì với đầu mà đúng luôn thì nó trở thành cái hàng đầu tiên. Minh bây giờ người ta vô ngã, người ta phi chủ thể rồi. Dính chủ thể hoài mệt quá à. Dính chủ thể là bị tấn công cá nhân. Đây chưa ta, chưa hay gì hết ta. À cảm ơn cô My. Vậy là chưa tới đây, kéo lên trên nữa. Học thành là cũng chưa, tưởng anh nghịch đạo. Mới tương ứng đồng nhất đây, chỗ tương ứng đồng nhất đây. Cảm ơn cô My. Nào mình nói tới quan hệ bao hàm, hợp giao phần bù. À, này quen quen ta. Trong ví dụ ta thấy tương ứng R là những phần tử có cái dạng A1 nhân B1 con của A nhân B. À, đây là một cái biểu hiện logic toán, tức là một cái phần tử có hai, một cái gọi là phần tử thì nó có hai phần tử, nó kỳ, gọi là một bộ nó có hai phần tử. À, với mỗi phần tử nó thuộc vào những cái tập nhất định thì kết hợp nó lại, nó tạo thành một cái phần tử có dạng đề cát như vậy đó. Như vậy giả sử ta có thêm một tương ứng S đi từ A đến B, lúc này phát sinh quan hệ bao hàm hợp giao vào phần bù, được không? Tức là đã có một cái tương ứng R rồi. À, và nay là có thêm một cái tương ứng S nữa, hai cái tương ứng. Ở về giữa hai cái tập, à, không phải chỉ có một tương ứng được xây dựng, có khi có nhiều kiểu tương ứng xây dựng, giống như quý vị hôm trước mà quý vị làm bài tập đó, cái tôi có yêu cầu là xây dựng tương ứng từ A tới B để cho nó thỏa mãn điều kiện gì. À, quý vị xây dựng mỗi một cái tương ứng là ký hiệu nó khác nhau ha. Ví dụ như có cái quý vị ký hiệu R1, cái kia quý vị ký hiệu R2, hai cái R nó khác nhau, cái tương ứng khác nhau. À, thì lúc này nó phát sinh là ra hỏi là chứ vì cái tập R và cái tập R1 và tập R2 nó có mối quan hệ nhau như thế nào? Đó, nó phải 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 lòi ra quan hệ nữa. À, tôi nói ví dụ như cái tập R. Tập R. Nó có cái bộ đó là A 1 B 2 C 3. À, nó đi cái tập đi đi vậy thì cái error này nó sẽ phải đi từ cái tập cái chữ cái, à, chữ cái, đi từ tập chữ cái qua cái tập số tự nhiên được ha. Đó, đây là có một cái R. Nó thiết lập cái mối tương ứng đó. Vậy thì bây giờ tôi lập một cái tương ứng S mới, một cái tương ứng S mới, nó cũng có A1, à, nó cũng có C C4, à, nó cũng có Z không. Cái người ta hỏi vậy chứ giữa R và S này nó có mối quan hệ cha con như thế nào vậy nha? Thì ở lúc đấy, lúc bây giờ mình nhìn ra mình mới thấy là cái gì? R với S chẳng qua nó chỉ là tập hợp thôi. Chẳng qua nó chỉ là tập hợp thôi. Và bên trong nó cũng chỉ là phần tử thôi. Nhưng mà phần tử nó khác một xíu, đặc biệt hơn một xíu so với tất cả những cái tập hợp bình thường mà mình biết trước đây thôi. Tại vì phần tử của nó có dạng là một bộ. Thế thôi. Thế thôi. Cho nên mình thấy là nó vẫn xảy ra một số các cái mối quan hệ ở trong cái không gian tập hợp bình thường, bởi vì vốn dĩ nó cũng là tập hợp mà. Đây. Cũng giống như con người cũng có yếu tố sinh vật. Đấy, con người cũng có yếu tố sinh vật, cho nên thành ra là trong con người cũng có những đặc tính cơ bản của các loài động vật, mình cũng vẫn có.
Như vậy đó, nhưng mà là bao nhiêu như thế nào thì còn chưa biết nha, nhưng mà nó có. Ở đây với cái ý nghĩa cũng tương tự như vậy, hạng R hạng S này chẳng qua nó cũng chỉ là tập hợp thôi. Cho nên nó sẽ có một số các cái thứ liên quan đến tập hợp như là quan hệ bao hàm, hợp giao phần bột, y hệt như tập hợp. Vậy đầu tiên là R là con của S. Vậy thì nếu như mà quan hệ con, cha con, R con S thì phải được hiểu thế nào? Thì người ta giảng giải ra cho nó rõ này. Thì nếu như đấy một cái bộ AB thuộc vào R thì AB cũng phải thuộc vào S. Nếu như AB thuộc R thì AB cũng thuộc vào S. Ở trong đây là nó ký hiệu nhưng mà nó bị thiếu rồi đó. Thiếu cái chữ AB. Và cái chỗ này là nếu mà ghi cụ thể ra là phải ghi như vậy nữa nè. Để tôi ghi cho đầy đủ vô quý vị, chép cho nó đúng. Chờ xíu. Tôi mở cái mát thai lên. Thì lúc này á là anh này thuộc vào CMV phải vớ mọi thuộc vào A1 một rồi đó là B thuộc vào B1 thôi AB thôi, thuộc hai cái không gian thôi. Vậy đi cho nó dễ. Tức là gom hết các phần tử. Gom hết các phần tử ha. Tức là giả sử như ở đây là đi từ A tới B đó. Đi từ A tới B. Thì mọi là A, mọi B ha. Thuộc vào trong cái thằng quan hệ bao hàm R thì nó cũng phải thuộc vào quan hệ bao hàm S. Thì lúc này R gọi là con S. Khá dễ hiểu. Rồi trường hợp 2 là AB mà thuộc R hợp S, R hợp S thì đó là phép tuyển, mà R giao S thì nó là phép phép hội, thuộc vào R phủ định, R gạch đầu trên, tức là phần bù của R. Thì cái gì mà nó thuộc phần bù của R thì nó không thuộc R. Đấy, nghĩa nó vậy thôi. Thành ra là nó được bốn cái tính chất này. Ổn áp không? Này dễ ha, hôm trước mình học bên cái mấy cái tập hợp rồi. Ok. Cái này nó đơn giản vì mặt toán thôi. Con ơi, với dân xã hội nó không có dễ con. Với dân xã hội người ta sẽ bảo rằng là sao không ghi mẹ một cái câu tiếng Việt cho người ta đọc được đi. Ghi cái ký hiệu tùm lum tùm la hết chứ nhìn không biết cái nào là cái nào. Đúng ý Bảo Ngọc không? Bà My bây giờ bà tiến bộ lắm rồi con. Rồi tới cái tương ứng nghịch đảo ha. Tương ứng nghịch đảo, giả sử như R đi từ A tới B, tương ứng nghịch đảo của R ký hiệu là R trừ 1 là tương ứng đi từ B đến nè. Đi ngược. Đây là cái tương ứng ngược này cũng có nói rồi đó quý vị. Đâu đó mấy bài trưởng có nói rồi. Đi từ A tới B. Thì đây là cái tương ứng R thì đi ngược lại, tương ứng R trừ 1 tương ứng nghịch đảo.
Vậy thì R trừ 1 đó đó thì nó phải con của cái tập là B nhân A chứ không phải A nhân B nha. Gồm tất cả các cái bộ BA sao cho AB đó thuộc R. AB thuộc R. Lấy B đem lên trước, A đem ra sau, cái là thế là R trừ 1. À, đặc biệt vậy thôi đó. Nó là tương ứng nghịch đảo xuất hiện như thế. Nghịch đảo này nó khác hoàn toàn với nghịch đảo ở trong số nha. À, nghịch đảo ở trong số học quý vị đã được biết rồi, hiểu không? Nghịch đảo của hai là mấy vậy Bảo Ngọc? Nghịch đảo của hai là mấy vậy Bảo Ngọc? Nghịch đảo của hai là trừ hai ha, hay ha, quá hay luôn ha. Trời ơi, nghịch đảo của hai là 1/2, cô ơi là cô, cái đó là số đối, học mà không nhớ gì cả. Trời ơi, số đối khác, nghịch đảo khác. Rồi đó, nghịch đảo ở trong cái số số học là 1/2, mình thấy nó khác hoàn toàn không? Ở trong đây là cái tương ứng mà nó nghịch đảo, nó không có giống nha. Cho nên mình thấy à, mỗi cái không gian cũng sử dụng cái từ đó thôi, cũng là cái từ nghịch đảo đó. Nghịch đảo mà nội bên bên trong cái nội bộ của toán thôi đó. Mà nghịch đảo là bên không gian số học là nó khác hoàn toàn luôn, bản chất nó khác hoàn toàn. Mà nghịch đảo mà trong cái không gian Descartes là nó khác hoàn toàn luôn, đổi không gian cái nó chất quốc hết trơn vậy đó. Cho nên đừng có giữ khư khư một cái hiểu biết dựa trên cái nền tảng cũ mà mình đã đi vào một không gian mới, coi chừng chết như chơi. Đi vào một không gian mới thì phải hỏi ngay liền cái thuật ngữ đó được định nghĩa làm sao, ông hiểu cái đó như thế nào. À, phải phải nói cái nội hàm khái niệm đó ra để đọ với cái nội hàm mà mình đã có trước đó. Đây là cuộc chơi của dân duy lý đó. Thì trước cái khái niệm người ta nói ra có cái nội hàm như vậy, mình phải xét đoán dựa trên cái không gian người ta chứ không phải dựa trên cái không gian của mình. Ví dụ như quý vị học triết học Marx chẳng hạn, thì ông Marx ông nói cái khái niệm tha hóa đó là một cái khái niệm của ổng. Thì giờ mình phải hỏi lại chứ tha hóa nó nằm trong cái bối cảnh cái triết học của ông Marx phải hiểu như thế nào. Cái không chịu đâu, tha hóa hiểu theo cái cách của mình trong không gian thấy thường, xong rồi chớt quớt luôn, chớt quớt luôn, rồi tha hóa tự tại. Thằng này tha hóa tự tại thiên ha, một khối trời, một khối trời dục giới thì đó, nó không có đúng ha. Do đó đó mà mình học ở trong cái không gian nào mình phải hỏi nội hàm trong không gian đó để mình hiểu được. Thành ra nó xuất hiện một cái gọi là thuật ngữ khoa học, thuật ngữ chuyên ngành. Thuật ngữ chuyên ngành thì nó chỉ phục vụ trong cái ngành của nó thôi, à, nó chơi ở trong ngành nữa thôi. Ra ngoài á, là phải đổi chế độ lại, giống như quý vị mà học tài năng vậy đó. Tài năng nói chi cho nó chuyên thôi, quý vị mà đi tới cái trung tâm này quý vị học xong rồi đó là cái bộ thuật ngữ của quý vị cũng phải thay đổi. Xong rồi quý vị mà đem nguyên cái đống mà bộ thuật ngữ quý vị học ở đây từ lớp bổ trợ, từ cái nọ cái kia đó, quý vị ra sử dụng không giống ai hết, rồi nó trớt quơ trớt quớt hết rồi. Nên là phải bật cái chế độ chuyển ngữ, thấy không? Mình là một quyển từ điển sống, chỗ này ha mình học rồi mình biết nè, chỗ này gọi là gì nè, mà gọi vậy người ta đâu có hiểu, người ta đâu có biết, mình gọi rồi 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 người sao người ta làm được, phải bật chế độ, ví dụ như chữ thăng tiến. Ừ đúng rồi đó. Phải có cái mode nè, mở mode 1 lên, mở mode 2 lên nè. Chế độ, mỗi một cái chế độ như vậy có cái bộ thuật ngữ riêng để mình giao tiếp chứ không có dùng đại trà. Mình biết là mình biết cái gốc rồi, sau đó mình mới thêm mắm bỏ muối vô rồi nó ra cái mode chuyển ngữ nói người ta hiểu. Chứ người ta đang ví dụ đang quýnh cờ đi chẳng hạn, rồi xong nó ngồi nó sổ nho không rồi ai mà chịu nổi. À, con cờ là bay vô trán luôn, thành ra đâu có được. À, phải biết cái không gian nó phù hợp. À, mà thành ra như vậy cái mình thấy đa chức năng à. À,
cái máy mà cái mod của nó mà nó nhiều ha, mod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 tới vô cùng luôn. Trời quá xịn luôn. Mở được nhiều chế độ. À. Vì mở nhiều chế độ cho nên giao tiếp được xã hội đó, cái đối tượng nó rộng. Ở cái góc độ của khoa học giao tiếp á, thì nó gọi đó, cái đó là cái sự phù hợp với đặc điểm đối tượng giao tiếp, bối cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp. À, ở trong mỗi cái đối tượng giao tiếp khác nhau thì người ta phải có cái chế độ khác nhau, phải không? Ví dụ như mình nói chuyện với ông bà, cha mẹ chẳng hạn, mình đâu nói ê mày được đâu. Ê mày tán một cái rớt răng là sao, đâu được. Phải dẹp cái chế độ đó, tắt chế độ đó, chuyển chế độ khác liền. À, thì đó cũng y rang vậy thôi, ở trong đời thường mình thấy nó cũng vậy. Đúng rồi, phù hợp căn cơ đó, nó là vậy đó. Ở đó thì mình thấy bên đây khi mà khái quát nó lên trong toán nó cũng y rang như vậy, rồi trong triết học cũng y rang như vậy. À, mình nhìn thấy được cái quy luật đó, khi mà mình học ứng dụng vô thì thấy thôi. Đấy. Vậy thì á, nếu như R là rỗng thì cái tương ứng nghịch đảo của nó cũng là rỗng. Nhớ nha. Với B thuộc vào B, B thuộc vào B, R trừ 1 của B, R trừ 1 của B. Cái này quen không? À. Ở đó là những cái con A nó nằm ở trong A sao cho BA thuộc của R trừ 1. Cái này đó là nghịch đảo, mà nghịch đảo toàn phần nè của thằng B. Nghịch đảo toàn phần của thằng B. Thì bên kia của mình là đi từ A tới B, được không? Bên đây đi từ B tới A, nó ngược lại thôi. Cho nên thành ra cái bên kia mình đã học rồi, ảnh toàn phần rồi, tạo ảnh toàn phần rồi đó, nhớ không? Nhớ không? Thì á, mình phải cẩn thận, mình không có thuộc cái nghĩa lý của nó. Mình không có thuộc cái nghĩa lý của nó là tới đây mình rối nùi luôn. Rồi chết mộ nồi rồi. Bây giờ nó là tạo ảnh toàn phần hay là ảnh toàn phần trời? Thôi dẹp mấy cái tạo ảnh ảnh nó đi, mấy cái tên thôi. Nhớ công thức. Nhớ công thức TRB là gì? Rồi á, TR trừ 1B là gì? Rồi RA là gì? R trừ 1A là gì? Rồi R trừ 1B là cái gì? Đó, cái đó mình phải nắm công thức. Nắm công thức thì nó dễ. Được không? Đó, với B thuộc B, mình có vậy, với A thuộc A. À, thì mình để có y rang như thế thôi. Công thức thôi. Ai có nhớ cái công thức buổi trước học không? Không, tôi nói nhưng mà tôi cũng phải dè chừng lại, nhiều khi là quý vị không có nhớ đó, không có theo được. Mà thôi rồi không nhớ cũng quên luôn đi cũng được nữa. Mấy cái này nó hơi công thức quá, toán lắm. R trừ 1, ánh xạ hợp. Ánh xạ hợp tức là nó nối kết với nhau. Thì ai, xin lỗi, cái này không phải là ánh xạ hợp ở dưới mới pháp hợp thành. Cái này là tập xác định và tập giá trị. DR, DR là tập xác định mà G là tập giá trị. À, đó là cái chơi mình cũng học rồi á, nhớ không? Tập xác định, tập giá trị á. Tập xác định thằng này là tập giá trị thằng kia, tập xác định thằng kia là tập giá trị thằng này, tại vì nó là cái phép đối nghịch với nhau mà. Ở đây có một cái bài dễ điên lắm nha, làm ví dụ nha, cho nó bớt điên. Cho tập A, cho tập B xét cái tương ứng R 1A 2C 3B. Đi từ A tới B, cái tương ứng R trừ 1. À, R trừ 1 là A1 C2 B3. Vậy thì người ta yêu cầu tìm là R trừ 1 C. TRC R1 TR trừ 1 của 1. Này về gáp công thức vô tìm nha.
ngày tự gáo cũng thức vô tiệm. À, bữa nay bay bé ba ngày đầu tiên học luận lý, bước vô cái này chắc quéo quá. Rồi giờ tới cái phép hợp thành nè, là hồi nãy tôi có nói với quý vị đó. Nói kết nối các cái tương ứng lại với nhau. Giả sử như đó là cái tương ứng R đi từ A tới B, cái tương ứng S đi từ B tới C, thì nó có một cái phép hợp thành hay là có phép tích tròn. Tích tròn của chúng ký hiệu là S tròn R. S tròn R hay là người ta viết tắt luôn là SR, là tương ứng đi từ A đến C. Nghe nghe để ý nha, để ý nha. S là nằm ở đằng sau, R là nằm đằng trước. Lấy đằng sau tròn đằng trước thì đi từ trước ra sau. Đúng nha, S tròn R thì nó là đi từ A tới tới C. À, đi từ A tới C. Đây nghe mấy cái này mà mình quên đó là nó rất khó, nó rất khó để mà mình hiểu những cái phần sau rồi bài tập bài vở rồi đó là nó sẽ khó lắm luôn, rất khó luôn đó. Này để tí dời nó xuống một tẹo. Hơi xóa luôn đi, nó đỡ chiếm không gian và dung lượng. Cái này vẽ ra thì quý vị tự vẽ ra được không? Tự vẽ cái đường đi của cái tương ứng. Đây có mấy cái tính chất. Cái bộ AC thuộc vào S tròn R khi và chỉ khi tồn tại thằng B ở giữa nó kết nối. Nhớ nha, không tồn tại thằng B kết nối là đi không được nha. Mình muốn đi từ đầu này tới đầu kia là phải đi qua từng bước trung gian. Không qua các bước trung gian thì không tới đích được. Rồi, tiếp theo là liên quan tới thằng rỗng. Rồi, cuối cùng R mà con của A nhân B, S con của C nhân D, BC không ăn nhập gì nhau hết thì không tạo được một phép hợp thành. Thì không tạo được một phép hợp thành tức là không đi tiếp được đó nha. Nhớ nha. Ổn áp không? Tôi hướng dẫn mấy cái này tôi sợ quý vị từng từng. Nhưng mà phương diện toán là nó như vậy á. BC hả? BC, nếu B khác C thì không đi được, con B phải giống C mới đi được. C muốn là cầu nối thì C phải giống như thằng trước mà C phải giống như thằng sau. Thì mình mới đi được. Ví dụ nè. Đi từ A tới B. Đi con này thì phải từ B này đi tiếp qua tới C chứ. A B C. Nhưng mà bây giờ đi từ A tới B rồi xong đi từ C tới D. Rồi hai cái này không ăn nhập gì chứ, này R này S nó không ăn nhập gì nhau chứ á, không kết nối được. Ví dụ như mình kiếm cũng là cái bốn tá hàng mà mình kiếm giữa thằng B với thằng C, mình kiếm ra được cái tương quan, mình là mình tích nó lại được mày, tích ra Không, B và C đó phải là trùng nhau luôn, tức là cùng là một con tập thì mới được. tưởng là mình bắt cầu được ha. Không, không bắt cầu trên phần tử, nó là một tập đồng nhất.
thì hai cái này nó phải trùng với nhau luôn, tức là cái trường hợp ở trên nè, đó nó là toàn bộ cái tập đó. Ví dụ như ở trong B mình kiếm được một tập thì mình lấy tập con, đừng lấy tập B. Tại vì nếu lấy tập B nó sẽ lòi ra những phần tử thuộc vào hàng B mà nó thỏa mãn cái tương ứng sau, không thỏa mãn tương ứng đầu thì không được. Cho nên thành ra là B nó phải là một tập mà đảm bảo trước sau như một, phải chung thủy sắc so. Rồi, có cái ví dụ nho nhỏ cho mình mô tả đó ha, cho nó dễ hiểu. R đó, R nó là gì đó, 0 tới M, 0M, 0N, 1X, 1U, 2Y, 5Y, 5U. Đó, mà bây giờ thằng S thì nó là MA, MB, ND, BA, BB, IZ, IF. Thì bây giờ nếu như S tròn R thì 0 đi tới M, M đi tới đâu? M đi tới A, như vậy thì lấy là 0A, một tử. Không đi tới M, M đi tới B, như là 0B là một phần tử. Ha, rồi không đi tới M, M đi tới đâu nữa không? Hết rồi, M hết rồi. Sẽ có D đây. À, thằng phía sau, 0N, không đi tới N, N đi tới D, vậy là lấy 0D. Rồi 1 đi tới x, x đi tới đâu? Không, x không đi tới đâu hết. Dẹp. 1 đi tới u, u đi tới đâu? U không đi tới đâu hết. Dẹp. 2 đi tới y, y đi tới f. 2, f, ghi gà. 5 đi tới y, y đi tới f, ghi gà. 5, f. 5 đi tới u, u không đi tới đâu? Dẹp. Vậy ta được S tròn R thành cái bộ mới 0A, 0B, 0D, 2F, 5F thuộc vào không gian địa cát AC. Dễ không? Quá dễ. Quá dễ. Này hiểu. Ok. Công thức rồi nhìn nó hầm hố rồi đó chứ. Cái thực tế nó dở ợt à ha, cái thực tế nó dở ợt, công thức thì nó hầm hố rồi đó. Một số các cái tính chất ha. À, này là các cái phép phép toán trong cái phép hợp thành, tương ứng với các phép hợp thành. À, đây cái biến đổi thôi, cái phép chuyển đổi dấu ngoặc trước hay dấu ngoặc sau. Rồi trừ 1. À, trừ 1 cụm thì bằng trừ 1 từng con. Trừ 1 hai lần thì ra nó. Nếu như nó là con thì trừ 1 nó cũng là con. Rồi con ớt thì T hợp với R cũng con của T hợp với T hợp thành với R thì cũng T con của T hợp thành với S, tương tự vậy thôi. G hợp thành với T thì con của S hợp thành với T. Đây phép hợp thành nó không có tính chất giao quán nha. Phép hợp thành không có tính chất giao quán nha. Cho nên thành ra nhớ nha, vị trí nó là nó quyết định khác nhau nha. Vị trí mỗi đứa khác nhau là khác nhau, chứ không phải vị trí mỗi đứa khác nhau là giống nhau nha. Ở trong cái phép nhân của số học, 2 x 3 thì cũng là 3 x 2. Y chang nha, không gì khác hết. Nhưng bên đây khác nha. S tròn T nó khác T tròn S, hai này không có dấu quán với nhau. Không có đổi qua được. Nên nhớ. Y là cái gì vậy ta? Y là cái gì vậy, nhớ không? Y là gì? Identity nè. À, đồng nhất. Đúng rồi, đồng nhất. Mà đồng nhất là sao vậy? Mà đồng nhất là sao vậy?
Đồng nhất là chính nó ha. Nói xong cái nó hết dính luôn rồi đó con. Đi từ nó vào chính nó. Đúng rồi, phải nói nhiều quá vậy đó nó mới đủ ha. Đi từ nó vào chính nó. Đó là cái tự ứng đồng nhất luôn đó. Trời ơi, nó bỏ ra nữa hết. Rồi một số cái kiểu tương ứng. Tương ứng R con AB thì được gọi là xác định trên A. Xác định trên A nếu vị trí nếu DR bằng A, tập xác định đó. R xác định trên A khi và chỉ khi IA là con của R trừ 1 hợp thành với R. Cái này đó là tôi bỏ rất nhiều bài tập rồi. Tôi bỏ rất nhiều bài tập. Chứ đâu quý vị ơi, học mà ta nói mấy cái chỗ này, mấy cái này là tính chất không á. Làm bài tập là ta nói muốn lòi con mắt luôn. Bài tập là nùi 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 nùi, chứng minh nùi 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 vậy đó. Đớn đau tâm hồn lắm. Nhưng mà thôi vậy mình học qua cho biết thôi, nhưng không có cần làm cho nó nùi nùi như vậy. Bài tập chứng minh không mà con. Chứng minh rất mệt mỏi. Tập chứng minh rất là mệt mỏi. Con cứ lên con đánh là giáo trình về logic tập hợp. Logic tập hợp. Logic tập hợp, logic toán, logic trong toán đâu ra là nó sẽ là một bài cơ sở logic và lý thuyết tập hợp. Cái tên gốc của nó là gì đó. Đó thì xác định lên B. Rồi xác định lên A. A là nguồn, B là đích đó nha. Trong một cái tương R, A nguồn, B đích đó. Nếu xác định lên B thì có GB, xác định lên A thì có DR. Xác định bên B thì có GR. Cái bên giá trị, cái bên xác định. Đó là biến đổi toán vật lý không đó còn. Đơn trị trước. Nè, để tiếp tục định nghĩa nghe. Đơn trị trước. Nếu và chỉ nếu với mỗi A phẩy thuộc vào A, với mỗi B thuộc vào B, sao cho cái bộ AB con R và A phẩy B phẩy cũng con R thì lúc này A phẩy bằng A phẩy. Gọi là đơn trị trước. Nhìn nó vậy đó, công thức nó vậy đó chứ nghĩa nó là sao vậy? Nghĩa nghĩa lý nó là sao vậy? Ai 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 nói được nghĩa lý nữa không? Ý nghĩa phát triển phát biểu thành lời của cái câu đơn trị trước á. Nào im gu. Được không? Hình này được không? Cho đơn trị trước được không? Thầy ý nghĩa của nó là gì đó. Vậy thì quay trở lại cái hình tôi vẽ kìa. Sao? Bây giờ tư duy hình ảnh này cho nó dễ. Cái hình vẽ vậy được không? Cái tương ứng này được không? Rồi
Đó, cái hình A ha, cái hình B. Hai cái hình A hình B nè. Thằng nào á là vi phạm cái đơn trị trước? Thằng nào vi phạm đơn trị trước? Cái này là mô tả tương ứng đó con ơi. Thằng nào vi phạm tương cái đơn trị trước? B vi phạm đơn trị trước vì sao? Coi nha, bắt đầu mình mới dò công thức nha. Với mỗi A, A phẩy thuộc vào A. Với mỗi B thuộc vào B. Nếu AB con R, nếu AB con R, A phẩy B phẩy cũng con R thì A phải bằng A phẩy. Thì A phải bằng A phẩy. Vậy thì thằng A và A phẩy ở cái hình đầu tiên. Nhìn cái hình A. Có phải là hai cái con A và A phẩy nó cùng cho ra một ảnh? Đúng không? Hai con A và A phẩy nó cùng cho ra một ảnh. A nè. A phẩy nè. Nó cùng cho ra một ảnh, nó cùng là hình B. Vậy thì theo cái định nghĩa đơn trị trước, hai thằng này nó phải, hai thằng này nó phải làm sao? Nó phải bằng nhau. Nhưng mà mình nhìn ở trên hình nó có bằng không? Trên hình nó đâu có bằng đâu con. Trên hình nó là hai thằng khác nhau mà. Vậy thì thằng A này vi phạm đơn trị trước rồi. Thằng A này là sai. Cái thằng A không phải là đơn trị trước. Được không? Thằng A không phải là đơn trị trước. Bởi vì nói là hai thằng tạo ảnh cùng tạo ra một ảnh mà tụi nó không bằng nhau. Bằng nhau thì phải trùng nhau chứ. Mà cái này là nó hai cái thằng rời rạc nhau mà. Khi mô tả tập hợp, hai chấm khác nhau trên tập hợp là biểu diễn hai phần tử khác nhau. Bắt đầu tới thằng B. Tới thằng B. Vậy thì nếu như cái người ta cho cái hình như B không? Thì nếu như nó có ở ngay cái tính thằng B là nó đã không có hai phần tử, giả sử như tôi thêm phần tử A ra, phần tử A phẩy vô. Nếu như phần tử A phẩy. Vậy thì bây giờ thằng A đi tới đây, thằng A đi tới đây hai cái ha. Này là B1, B và B1 đi. Rồi á, thằng A phẩy đi tới thằng B1 luôn chẳng hạn. Không, A phẩy đi tới B1 là chất quốc liền à. Thôi A phẩy đi tới C1 đi. Đó. Vậy đó. Tức là nó còn những cái thứ khác nữa, nhưng mà đảm bảo là cái thằng A nó có, nó tạo ra được hai ảnh B và B1. Không. Thì lúc này nó có vi phạm đơn trị trước hay không thì mình kiểm tra. Với mọi A, A phẩy thuộc A, nhưng mà ở đây là chỉ có thằng A thôi. Chỉ có thằng A thôi. Người ta không có ràng buộc gì về thằng B hết. Không, cái điều kiện của đơn trị trước không ràng buộc gì thằng B hết. B muốn sao cũng được, B tè le cũng được, hột me gì đó, không quan tâm. Vậy thì cái hình B nó thỏa mãn đơn trị trước. Hai giá trị A, A phẩy thì lúc này á là nó không cùng tạo ra một ảnh. Nó không cùng tạo ra một ảnh. Cho nên A phải không vi phạm đơn trị trước. Vì vậy mà cái hình B thì thỏa mãn đơn trị trước. Hình A không thỏa mãn đơn trị trước. Các bạn có ổn không? Chưa ổn. Chưa ổn nè. Ủa, tôi thấy thật là đơn giản mà. Ôi, giật kìa hả? Làm lại nha. Lại nha, rồi, từ từ, rồi tua lại từ từ. Rồi, bây giờ nhìn hình A ha, nhìn hình A. Bây giờ có hai thằng A ở trong hình A nó cho ra thằng B. Vậy thì có hai thằng A. Vậy thì mình phải kiểm tra liền, phải kiểm tra đơn trị trước của nó. Kiểm tra đơn trị trước của nó xem coi thỏa mãn đơn trị trước hay không. Thằng A đầu tiên cho ra thằng B.
thằng A thứ hai cũng cho ra B, thỏa mãn đơn chỉ trước liền. Vậy thì theo đơn chỉ trước thì A và A phẩy phải trùng nhau. Nhưng mà trên hình này A phẩy không trùng nhau, A phẩy là hai phần tử riêng biệt, cho nên vi phạm đơn chỉ trước. Suy ra hình A không phải là đơn chỉ trước. Xong. Tới hình B. Tới hình B cũng có hai thằng A phẩy. Vậy kiểm tra A có cho ra cái ảnh giống như A phẩy không? A cho ra cái ảnh là BB1. A phẩy cho ra ảnh C không ăn nhập gì hết. Không vi phạm, không cần xét tới A có trùng A phẩy hay không, tại vì nó không cùng cho ra một ảnh. Nó không cùng cho ra một ảnh thì xem như đâu có vi phạm gì của đơn chỉ trước đâu. Nếu như nó cùng cho ra một ảnh thì mình mới xét tiếp là hai ảnh nó có bị trùng không, hai cái thằng thằng tạo ảnh có trùng không. Con này nó đâu có cho ra đâu, nó đâu cho giống nhau đâu, hai thằng nó cho ra khác nhau mà. Cho nên thằng B thỏa mãn đơn chỉ trước. À, giác ngộ lý tưởng nha. Ủa khoan, khoan gì nữa rồi? Ứng dụng. Cái này Cái hả? Alo, thầy nghe. chỗ tới cái khúc mà mình con tưởng là nếu mình chỉ xét đơn chỉ khi mà hai thằng này nó cùng cho ra một ảnh Hai rồi thằng xong. không có, hai thằng này mà cho ra một ảnh là xem như hai thằng đầu tiên phải trùng nhau. Hai thằng đầu tiên không trùng nhau là không đơn chỉ trước. Dạ đúng Ừ. rồi, còn tự nhiên thằng B thầy nó là nó phả đúng không thầy? Ừ, nó thỏa đơn chỉ trước. Tại vì nó đâu có vi phạm định nghĩa với mẫu A phẩy thuộc vào A với mẫu B thuộc vào B thì có điều này đâu. Nó đâu có vi phạm Nhưng mà nó nói là nó còn cái chỗ này kiểu đâu. Kiểu ủa mà nó cũng đâu có tạo ra cùng đâu có dính dáng gì tới gì kia đâu. nó đâu tạo ra cùng một ảnh đâu ta. Ừ thì thành ra nó đâu có vi phạm gì đâu. Chừng nào mà nó tạo ra cùng một ảnh thì mình mới xét được. Còn này nó đâu có tạo ra cùng một ảnh đâu. Thế là ngay cái dòng gửi xe nó đã lỗi rồi, không có vô được trong để xét đơn chỉ trước đâu. Vì sao mình nói nó thả hại? Bởi vì nó không có vi phạm đơn chỉ trước cho nên nó thỏa mãn đơn chỉ trước. Được không? Đặng thầy vẽ cái hình B chi vậy, cho nó rối nùi chi vậy, đặng tới đơn trị sau đó con. Đặng tới đơn trị sau. Hồi nãy là đơn trị trước rồi, bây giờ tới đơn trị sau nè. Đơn trị sau nó ngược lại. Nó ngược lại. Một thằng á là nguồn và hai thằng ảnh. Ha, hai thằng ảnh nha. Hai thằng ảnh, một nguồn mà tạo ra được hai thằng ảnh thì là phải xét đơn trị sau xem có thỏa mãn không. Vậy thì nhìn coi thằng B nó có thỏa mãn đơn trị sau không. Thằng B vi phạm đơn trị sau. Thằng B vi phạm đơn trị sau. Đơn trị sau nó bảo rằng á là một thằng tạo ảnh mà tạo ra được hai thằng ảnh thì hai ảnh nó phải trùng nhau. Hai ảnh nó phải trùng nhau thì nó mới là đơn trị sau. Còn á mà không thỏa mãn như vậy thì không phải đơn trị sau. Mình thấy thằng B là một thằng nguồn là thằng A. Tạo ra hai ảnh là B và B1. B B1 khác nhau, chết quớt rồi, không phải đơn trị sao. Ha, thằng B không phải đơn trị sao. Vậy thì hỏi thằng A phải đơn trị sao không? Kiểm tra nha. Nó tạo ra con ảnh à. Nó tạo ra con ảnh à. Đơn trị sao nó phải là hai lần. À, hai cái và hai cái thằng ảnh đó nó phải trùng nha. Và mình thấy nó có ảnh B à, đâu có thêm B phẩy đâu xét. Cho nên thằng A, hình A nó là nó thỏa mãn đơn trị sau. Thằng A không thỏa mãn đơn trị trước. Thằng B thỏa mãn đơn trị trước lại không thỏa mãn đơn trị sau. Các bạn có hiểu kịp không? Cho nên nó mệt quá ha. Mệt quá cho nên nó lòi ra thêm một cái nữa là gọi đó là tương ứng 1-1. Tương ứng 1-1 là tương ứng mà nó vừa là đơn trị trước vừa là đơn trị sau. Thôi khỏi lòng vòng nữa, khỏe. Đó, A, B. Mỗi một 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 cho ra một à. Một cho ra một à. Nó không có lộn xì ngầu nữa.
không có một ra hai, hai ra một nữa, chỉ một 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 thôi, một một thôi, cho nên nó gọi là tương ứng một một, tương ứng một một. B vi phạm đơn sĩ sao? A không vi phạm đơn sĩ sao? Tại vì A không vi phạm cái điều kiện của nó. A không vi phạm điều kiện của nó. Xét điều kiện, nhìn hình, nhìn cái công thức. Tôi bôi bớt mấy cái này cho nhìn công thức cho dễ. Toán là phải chơi với công thức ha, đừng có ngồi nhìn mây gió, kiểm tra công thức. À, tự kiểm được chưa? Nhi kịp tự kiểm được chưa? Nhi được không? Này là hình C, à, hình A, hình B, hình C. Ba cái loại. Đơn trị trước, đơn trị sau và mục 1. Cái này còn gặp lại bên ánh xạ nha. Ơi, đơn trị nó khác chân trị mà bà đâu có dính dáng gì nhau đâu. Nó cùng cái chữ trị thôi, hai cái nội hàm không ăn nhập gì nhau hết. Cái chân trị là giá trị chân lý. Cái đơn trị này á, là xét tới cái giá trị thỏa mãn điều kiện. Hơn là một đó, là một giá trị. Đơn trị trước tức là đằng trước nó phải đảm bảo là một giá trị, đằng trước nó phải đảm bảo là một giá trị. Đơn trị sau, đằng sau nó phải đảm bảo là một giá trị. Nếu có hai giá trị thì phải trùng nhau. Ổn áp không? Trời, sao thấy cái này nó dễ mà ta. Nó chỉ có vậy thôi á. Nó có công thức vậy thôi à. Rồi cha rồi kiểm rồi đúng công thức được rồi. Chỉ thế vậy. Hồi hết nói. Ờ, trước sau là nguồn đích đó con. Ừ, nó không vi phạm thì nó thỏa mãn. Đúng rồi. Ví dụ con không vi phạm luật giao thông thì là con thỏa mãn được đi tham gia vào trong lưu thông. Không vi phạm thì không ai bắt con hết. Hiểu rồi. Ví dụ mà nó rất là xã hội thì nó không phải là toán nữa. Toán là một cái gì đó nó có tính chung nhất, có tính phổ biến tất yếu. Tại vì nó là con ruột của triết đó.
Ok, Mỹ Dung ha, được ha. Mừng. Được không các bạn khác ơi? Các bạn khác ổn áp không? Mà mọi người không hiểu cái nào. Con hỏi vậy là mọi người sẽ bảo là không hiểu hết đó con. Ừ, cái không, ít có bảo ổn áp mà. Thành ra đó, đi dạy dạy toán, nhất là dạy toán đó ít khi nào dám hỏi là các bạn không hiểu chỗ nào lắm, là nó sẽ phán câu y gan là không hiểu hết không mà. Cho nên thành ra đó mình phải hỏi gì nè, ừ các bạn có hiểu chỗ đơn chỉ trước chưa, à rồi các bạn có hiểu cái đơn chỉ sau chưa, à rồi các bạn có hiểu cái tương ứng một một chưa, đó chi biết không, đặng mình né cái câu mà nó không biết hết đó con. Chứ thành ra nó thấy nó mờ 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 cái mình hỏi nó hiểu chưa, cái đó bảo là không hiểu gì hết á, trời đất ơi. Muốn xỉu vậy ha. Rồi tới là thu hẹp và mở rộng à, mình thêm cái phần thu hẹp mở rộng nữa thôi ha, mình thêm xíu này nữa thôi à. Còn ánh xạ mình để lại sau đi ha, chứ đi 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 thêm nữa đó mất công lắm. À, thu hẹp mở rộng nè, giả sử như R và S là tương ứng đi từ A tới B, nếu R còn S thì R được gọi là thu hẹp và S được gọi là mở rộng, thấy không? Thu hẹp là thu hẹp của thằng nào, mở rộng là mở rộng của thằng nào. Vậy thì R con S thì R là thu hẹp của S, S là mở rộng của R, hay vậy thôi. Dễ không? Dễ không? Dễ không? Quá đơn giản. Đó là một cách thu hẹp mở rộng. Cách khác nè, cái là thu hẹp và mở rộng trên tương ứng ha, cái đó là thu hẹp mở rộng trên tương ứng. Bây giờ là thu hẹp và mở rộng trên nguồn ha, thu hẹp và mở rộng trên nguồn. Thu hẹp mở rộng trên nguồn là sao? Tại vì cái nguồn á là thằng A1 B1 AB. Bây giờ nếu như thằng A1 con A, B1 con B. Ha, nếu A1 con A, B1 con B. Mà cái tương ứng R1 à, R1 thì á nó lại là đi từ A1 tới B1. Mà cái tương ứng R á nó lại đi từ A tới B. Nó lại đi từ A tới B. Thì lúc bây giờ là mình nói thằng R1 là phải con của thằng R thôi. R1 là phải con R thôi, không có thể nào khác được. Tại vì nó đi từ cái tập nhỏ hơn, nó nằm ở trong ruột mà. Thì đó, cái đó. Vậy thì R1 á là thu hẹp của R. Và R nó là mở rộng của R1. Nè, ở đây. R thu hẹp thì thu hẹp R1 của R được xác định R1 là A1 nhân với B1. À, cái chỗ này ký hiệu nó bị lộn chỗ rồi, thì tôi đánh lại cái chỗ này. Này là thì R đó thì là bằng của A nhân B, với R là bằng A nhân B. Nè, cái này ký hiệu đúng hay không phải là bằng mà là con. R là một cái tương ứng cho nên ở đây mình sẽ là con. Thay vì dùng cái thuộc á, nhưng mà nó là cái tập hợp cho nên mình không dùng cái dấu thuộc mà mình dùng cái dấu con, tại vì nó là tập hợp vậy thôi. Đó. Được sinh ra. Vậy thì có hai cái cách thu hẹp và mở rộng ha.
có hai cách thu hẹp và mở rộng. Này thôi làm bộ áp dụng ra đời thường xíu đi ha, cho các bạn cảm thấy ý nghĩa, cảm thấy toán học nó cũng có một ý nghĩa nào đó với cuộc đời. Chứ chứ toán thì nó vậy đó, nó không có cái vụ mà ứng dụng, ứng viết gì hết đó. Rồi đó, thay vì mình thu hẹp và mở rộng cái tương ứng, thì bây giờ mình thu hẹp và mở rộng cái không gian. Thu hẹp và mở rộng cái không gian. Bây giờ thí dụ gì? Cái tương ứng gì đây? Dù người ta hỏi là bây giờ lý giải vì sao mình có hành vi như như vậy, ví dụ một cái hành vi nào đó, một cái hành vi nào đó, thì bây giờ hỏi chứ tại sao mình lại có cái hành vi kiểu giống như vậy nha, đặt ra tại sao mình có cái hành vi kiểu giống như vậy. Bây giờ đó, bây giờ mình thu hẹp và mở rộng, thu hẹp và mở rộng cái điều này ra bằng cái cách là mình sử dụng cái nguồn. À, mình sử dụng cái nguồn. Nó khác với sử dụng cái tương ứng. Sử dụng cái nguồn thì bây giờ mà hỏi là cái gốc gác nào, cái nguồn gốc nào mà nó dẫn đưa đến cái chuyện mà mình có một cái hành vi biểu hiện giống như thế. Vậy thì mình phải quay về. Ví dụ như mình nói đây, cái này là cái hành vi, hành vi biểu hiện ra. Thì ví dụ như bảo là nó có một cái quan niệm, một cái quan niệm cũ, một cái quan niệm mới. Và cái quan niệm mới này nó có cái sự mâu thuẫn với cái quan niệm cũ, là thế là nó có xuất hiện ra một cái hành vi nó khác. Nó khác với cái quan niệm, cái ý muốn, cái suy nghĩ cũ, thì nó xuất hiện một cái hành vi. Đây là mình đang nói ở trong cái góc độ của hành vi luận, mà nó liên quan tới nhận thức. Đó là cái lý giải ban sơ nhất, cơ bản nhất, đơn giản nhất. Nhưng mà mình nếu mà mình muốn mở rộng đó, nếu mà mình muốn mở rộng đó, thì mình bây giờ mình mở rộng cái quan niệm cũ này lên. Mở rộng cái quan điểm mới này lên. Do vậy thì nếu như mà bên này tôi mở rộng nó ra ở cái góc độ là trong siêu lý chẳng hạn, tôi mở rộng ở trong không gian Phật học, trong không gian siêu lý, vậy thì cái quan niệm cũ, cái quan niệm mới mà nó kiến tạo nên cái hành vi, thì cái quan niệm cũ này nó cũng sẽ nằm ở trong hiệp thế. Cái quan niệm mới này thì nó cũng nằm trong siêu thế. Xong cái là tôi mở rộng tôi mở rộng cái tập nguồn của nó, và thế là nó cũng sẽ có một cái hành vi, một cái hành vi này đi từ hiệp thế qua siêu thế. Hay lúc này là cái hành vi mới này, cái hành vi mới này, cái hành vi cũ này, ví dụ như những cái hành vi này, một lớp các hành vi này, tôi ký hiệu nó là H1. Một lớp các hành vi mới này tôi ký hiệu nó là H2. Thì lúc này có H1 là con H2. H2 là cái sự mở rộng của H1, tại vì mình đổi không gian mà. Kịp không vậy ta? Ok. Ví dụ cho nó gần gần với mình vậy thôi. Thì thu hẹp thằng H2 là thằng H1 đó con. Thì cái mở rộng và thu hẹp nó là cặp bài trùng. Giống như cái đồng xu có hai mặt vậy đó. Con nhìn thấy mặt này, con hỏi mặt kia đâu rồi. Alo thầy nghe.
Ủa, nãy có đứa nào hỏi đúng không? Rồi mà nếu mà mình đi mở rộng cái tương ứng mở rộng cái tương ứng thì ví dụ như ở đây mình thấy cái này là hành vi thôi. Mình mới hành vi ha, bây giờ mình mở rộng ra. Mở rộng cái H1 này lên cái cao hơn. Lên này cái S S1 đi chẳng hạn. Thì cái S1 này nó cũng là cái quan niệm cũ hoặc quan niệm mới. Nhưng cái S1 này không phải là hành vi nữa, cái S1 này nó là quan niệm. Cái quan niệm luôn. Tức là cái quan niệm là hệ thống tất cả các cái quan niệm đi từ quan niệm cũ đến quan niệm mới. À thì cái quan niệm đó nó chứa luôn cả cái hành vi cũ. Quan niệm nó xuất phát ra hành vi. Thành ra là quan niệm nó chứa luôn hành vi cũ. Thì lúc này cái S1 là cái mở rộng của H1. H1 là thu hẹp của S1. Nó là mở rộng tương ứng. Còn ở chiều xuống dưới đó là mở rộng nguồn đích. Hai cái kiểu cách đó thôi. Ổn ha quý vị. À, nay cũng nhiều nhiều nhưng mà hình như vắng cũng nhiều ha. Còn 10 phút này hỏi gì hỏi nha. Hỏi gì cũng được, không cần hỏi mấy thằng này. Nhiều khi hỏi mấy thằng này xong quắn não nữa. Nên hỏi gì cũng được. Nhất là bạn nào không có cái thời gian để tham dự vấn đáp á thì tranh thủ tiết này hỏi luôn. Test Covid này hả? Ok. Đi chọc mũi ha. Chừng nào chích vaccine Dung có lịch chích chưa? F1 rồi hả? Thứ hai chích hôm qua thành F1. Miễn có 5K thì không sao ha. À, vui đó hả? Bây giờ là cúm nó đầy trời nên quay qua quay lại thì F1, F2, F1, F2, F0 lừ hết trơn à. Miễn khỏe là được. Ai có hỏi gì hỏi thêm. Nhân tới 200 lần lận hả con? Sao con không nói là lo lắng bồn chồn mũ 2.000 đi, khỏi nhân với 2.000. Tại vì mình lo lắng bồn chồn lại tâm mình đó trộn rộn vô thứ đó, tâm mình bắt cái khác thì nó hết lo lắng và trộn rộn. Mà ví dụ như ha, khi mà mình lo lắng và bồn chồn đó, cái mình xách cái nồi dẻ và một xô nước mình đi lau nhà, hết lo lắng bồn chồn hả con? Đổi cảnh đi.
À, của Đức á hả? Cái ứng dụng rất lớn lao của nó là dùng để động não hả con? Tại vì nếu mà mình không có động não được và không tập thành cho thói quen đó, thì sau này gặp một cái vấn đề nào đó mình không có động não được. Mình thấy nó rối rối cái là mình ngán à, rối rối là mình ngán à. Mà bước ra cuộc sống á, những vấn đề rối nó có tính xã hội hơn. Nó không dễ xét chân trị giống như là trong toán đâu. Thành ra toán học là một cái môn giúp phát triển tư duy, nó phát triển tư duy mạnh lắm. Chắc là hồi sáng giờ mình học nó đâu có cái nào là cái thực tế đâu, toàn là những cái thứ mà trừu tượng không à. Như vậy thì nó rèn luyện cho mình cái tư duy trừu tượng. Vui được một chút nhé. Tại vì con đổi qua cái cảnh mới đó, thành ra là trước cái cảnh cũ con không còn phiền não với cảnh cũ nữa. Nguyên lý chung nó là vậy đó. Nhưng mà cái đó thì nó không có giải quyết tận gốc. Nhưng mà nó tạm thời trấn áp cái cảm xúc bất an hiện tại thôi. Chuyển di đối tượng trong tâm lý. À bữa nay không thấy Trí nó học hả ta? Trí không biết nó có học ở lớp này không biết. Học toán ở trường thì nó hạn chế về nhiều yếu tố, hạn chế nhiều yếu tố. Cho nên mình cũng có thể phát triển trừu tượng thông qua nhiều cái thứ khác con. À vậy hả? Cái đó gặp nhiều lắm mà My ơi. Thời nay gặp cái đó là thôi nhóc luôn à. Rồi cả đám bu vô quỳ lại ông sư quốc doanh. Đó. Thành ra mấy cái quỷ thứ dữ đó ở Thâm Sơn cùng cốc ít khi nào người ta lú mặt lắm. Tại người ta đâu có chức vị gì trong cái hàng chức sắc đâu. Mà người ta đi lung tung đó. À, người ta đi lung tung cái mắc công bắt người ta quỳ lại. Mà như vậy đó là nó tổn phước cái người nhận lắm. À, cái người mà nhận cái điều đó đó. Ồ, ảnh hưởng đến họ rất lớn mà họ không có biết đó. Cho nên thành ra mấy ông thứ dữ đó, ông ít 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 xuất hiện tùm lum tùm la lắm. Mất công ảnh hưởng đến người ta. Giữa một cái nhỏ dễ sử dụng cái to. Ừ. Cái này thì cũng không biết, tùy vấn đề nữa con ơi. À. Sen á hả? À. Sang sang mà không dùng được thì đâu có nghĩa là nó sang. Tại vì cái định nghĩa sang của con nó khác. Bự đâu có nghĩa là sang. Bự người ta gọi là thô. Thấy không? Bự nó gọi là thô. Bự không gọi là sang.
Rồi anh chị em đâu còn câu hỏi thì mình cứ hỏi thoải mái. À, mấy người ta mình có số mệnh, thế cái đó có đúng không? À, khi mà mình gọi là có đúng không á thì chắc chắn là không thể đúng rồi, chắc chắn là không thể đúng rồi. Nhưng mà ví dụ mình hỏi như nó có phản ánh lên được góc cạnh nào không thì có, nó có phản ánh góc cạnh nào đó. Chứ mà hỏi là đúng tuyệt đối không, sao biết được cái chuyện đúng tuyệt đối được. Còn mà hỏi mà nó có đúng không thì nó có chứ, nó có. Tại vì mình bị ảnh hưởng ở cái thời quá khứ này, ảnh hưởng bởi cái thức ăn này, ảnh hưởng bởi các mối quan hệ nè, vân vân. Thành ra nếu như tôi biết được à các bạn có những cái mối quan hệ nào, các bạn thường có thói quen nào, các bạn loa loa các yếu tố, thì tôi đoán được cái hành vi tiếp theo của bạn là gì. Cái đó tôi đoán được. Mà như vậy cái hỏi ôi vậy là chắc là còn có số mệnh phải không, mà ra không phải, không phải. Cái đó là các bạn học thì các bạn biết là nó liên quan tới tập hành duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, y duyên, thường cận y duyên, cận y duyên. Tất cả những cái điều đó đó nó ảnh hưởng, nó làm ra. Thành ra nắm mấy cái đó, hiểu mấy cái đó thì biết à. Nên họ không có khó khăn gì cho chuyện đó. Nhưng mà hỏi là nó có cái số mệnh thường hằng bất biến không thì không phải. Không phải. Ví dụ như con đi đi hỏi một ông thầy bói nào đó đó, là tôi có cái số mệnh thường hằng bất biến không, ổng mà nói có, cái con quánh một cái một cho ổng rẫy hai cái răng cửa đó, số mệnh thường hằng bất biến của tôi nó như vậy đó, ổng đâu có dám nói. Hey, ổng nói một cái là ổng rẫy hai cái răng cửa liền á. Cái đó là mình thay đổi hàng ngày hàng giờ, mà thay đổi liên tục được mà, và mình biết được sự thay đổi đó của mình luôn, mình chứng nghiệm được, chứ không phải là nó là một cái gì nó mơ hồ. Không phải, mình chứng nghiệm được cái sự biến đổi đó, và cái đó đó là sắc tâm đấy nha, tâm mình hoàn toàn có thể biến đổi được. Ừ. Bao lâu à, thấy bao lâu cái con hỏi người ta, cái con hỏi người ta là chứ chứ là cái người nói đó đó, chú sống được bao lâu, bây giờ chú nói tôi nghe đi, chú sống được bao lâu. À, chú tin là chú chết trước thọ không? Xong cái là nó quéo à. À, xong nó quéo, nó hết dám nói còn nữa. Hiểu không? Nó ảnh hưởng nhiều tham số chi phối lắm con. Cái đó thì con phải biết được là có bốn nguyên nhân sinh ra sự chết, có bốn nguyên nhân đưa đến sự chết. À, chết do hết thọ, chết do hết nghiệp, chết do hết thọ hết nghiệp, à, và chết do một cái mãnh lực nghiệp cắt ngang. Nó có bốn nguyên nhân giống như cây đèn cầy. À, khi mà nó chế nó hết sáng ấy, nó tắt là do hết tim, nó tắt là do hết sáp, nó tắt là do hết tim hết sáp, và nó tắt là do gió thổi vào. Đã có tới bốn nguyên nhân đưa đến sự đoạn diệt. Cho nên là mình đâu có biết, mình đâu có biết cái thằng nào trong đó đâu. À, nó có nhiều lý do lắm, không phải đơn giản như vậy. Cho nên trong Phật học là giải đáp cho mình đầy đủ hết luôn, không có thiếu. Mà nhìn vấn đề một cách trọn vẹn. Mấy ông thầy bói thì ông chỉ nói dối lấy tiền thôi. Cái thọ nó là cái gì? Cái thọ nó là cái phước của mình ấy. Nó là cái phước của mình. Nó thế này ha, khi mà mình học vô trong siêu lý thì mình sẽ có hiểu biết đó rõ nè. Khi mình tục sanh ấy thì nó sẽ có cái danh mạng quyền và cái sắc mạng quyền. Khi mình tục sanh nó có cái danh mạng quyền và cái sắc mạng quyền. Thì cái danh mạng quyền và sắc mạng quyền đó, đó là nó định hình sẵn cho mình cái tuổi thọ rồi. Ừ, bye bye Minh Ngọc. Nó định hình cho mình sẵn cái tuổi thọ rồi, tức là cái date của nó đó. Ví dụ như người ta sản xuất ra cái tivi à, và bảo hành 5 năm, à, đó cái date của nó là tới 5 năm. Đó là cái xác của nó là tới 5 năm hết rồi đó. Nếu mình sử dụng mà mình có chăm chút, mình có
kỹ càng thì nó lên 10 năm, 20 năm. Nhớ, rồi có khi mình sử dụng mà mình để ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài gió, ngoài bão thì nó 3 năm nó hư mẹ rồi, nó đâu có tới 5 năm đâu. Hiểu không? Cái đát của người ta là 5 năm nhưng không có nghĩa là mình sẽ sử dụng rồi là tới 5 năm là nó hư. Rồi có khi là dưới, có thể là trên, đó là cái danh mạng quyền, sắc mạng quyền của mình. Rồi đó, ở trong cái quá trình mình sống á thì mình lại tích tụ, giống như hồi nãy thì nói là bỏ ngoài mưa mày nắng hay là đem cất giữ trong nhà, thì cũng giống như vậy. Khi mà mình sống ở trong đời, mình làm ác, mình làm thiện, mình làm thiện, mình làm thiện, mình làm điều tốt đẹp thì cái phước của mình nó cao lên, là cái đức của mình nó cao lên, nên là thọ của mình nó tăng lên, cái thọ của mình nó tăng lên, mình sống vượt qua cái mức. Ví dụ như hiện tại ở cái sinh mạng của chúng sanh có tuổi thọ trung bình là 74 tuổi, 74 75 tuổi, thì đó tới lúc mà là đúng cái tuổi đó rồi chết, đó là gọi là chết 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 tốt á. Đúng đúng tuổi đó hết hết cái đát này, tự nó tết à. Nhưng mà nếu như có người sống được 80 rồi 90 do gì, do phước của họ, thì cái phước gì vậy? Cái phước mà họ sống ở trong đời đó là họ gìn giữ mạng sống của chúng sanh, họ gìn giữ mạng sống của chúng sanh, họ không có làm sát hại đến những cái mạng sống của chúng sanh khác. Thì lúc này cái phước đức của họ nó có, họ duy trì được cái danh mạng quyền và cái sắc mạng quyền lâu hơn với những cái người khác. Rồi sau khi mà hết cái phước đó thì họ cũng chết thôi, họ cũng biết chết thôi, thì nó như vậy đó. Rồi có người thì lại không không có bị như vậy, rồi có người thì lại chết sớm hơn, người lại chết sớm hơn, và chết sớm hơn là do những cái nghiệp bất thiện của họ, cho nên thành ra họ làm tiêu hoại cái danh mạng quyền và sắc mạng quyền, cái danh mạng quyền sắc mạng quyền đó họ 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 nó nhanh già cỗi rồi nó chết sớm hơn. Và cái nghiệp mà ảnh hưởng lên như vậy đó thì nó có thể là nghiệp quá khứ, có thể là nghiệp hiện tại, chứ không phải chỉ là luôn luôn là cái nghiệp ở trong cái đời hiện tại này. Thật ra nó ảnh hưởng dữ lắm, nó nhiều thứ nó ảnh hưởng lên. Mà cái đó thì phải học vô phải học vô nghiệp tứ phần thì mình phải hiểu được tại sao cái sự vận hành của nghiệp nó như thế nào, rồi học về duyên để mình biết được những cái kênh nào nó hỗ trợ nó làm cho điều đó được hiển bày. Đó là xem như là mình giải quyết được cái bài toán một cách rất là trọn vẹn, không có gì mình bí hết. Còn cái có khi nó được cắt ngang, cái mảnh luật nghiệp nó cắt ngang, nó gọi là cái chướng nghiệp, cái chướng nghiệp sanh trì đoạn chướng, khi nó là cái chướng nghiệp, cái thọ nó lại được hình thành cái phước. Ừ đúng rồi, siêu nhiên quá hả? Không phải siêu nhiên là tại vì con không có học, con bị dốt, con hiểu không? Chứ không có gì siêu nhiên chứ, tại vì mấy cái khái niệm đó là mấy cái khái niệm phải phải học không mà. Những cái điều đó nó liên quan tới tâm, nó liên quan tới tâm sở, cái sự diễn hóa của tâm sở. Ví dụ con khởi lên một cái ý niệm nữa, sau này siêu nhiên quá, cái gì của con biết được đó là siêu nhiên, tại sao con ra cái định nghĩa nó là siêu nhiên như vậy? Đó là một cái quan niệm hình thành trong tâm con á, thì ngay lúc bây giờ là có những cái sự diễn hóa ở trong đời sống tinh thần con đưa ra một cái quyết định đó, mà mình không có học cái gì gì nó hết trơn, mình không biết nó có cái gì ở trong, nó diễn hóa làm sao rồi làm sao mà được. Còn cái ví dụ của con là một cái ví dụ mà không ăn nhập gì hết, rồi vì sao vậy? Vì tất cả những cái điều này là hiệp thế hết, vì là điều này hiệp thế hết, tức là những cái mà nó thô ráp con nhìn thấy được bằng mắt, con nghe được bằng tai, con ngửi bằng mũi, con liếm được bằng miệng, con đụng chạm được, nhưng mà những cái thứ tế vi ở trong tinh thần không có đụng chạm được nó đâu, hiểu không? Đấy, thành ra những cái tế vi trong tinh thần màình không biết gì hết thì mình nghe đó, mình nó lùng bùng, mình thấy sao kỳ cái nọ kia, phải học mới hiểu được, chứ không có đơn giản là mình sờ mó đụng chạm được theo kiểu duy vật đâu. Tất cả những trường hợp con ví dụ là giải quyết được hết à. Tại vì con đâu có hiểu được cái tiến trình tâm của người ta đâu, ngay cả cái chuyện mà ở đời trước đời sau, tức là trên cái con đường luân hồi, con có biết là nó như thế nào không mà con cũng không biết luôn. Tức là khi mà con đặt ra cái ví dụ này, con chỉ công nhận là chỉ có cái đời này thôi, sao con biết chỉ có cái đời này thôi, ở đâu ra cái ý niệm đó mà con biết chỉ có đời này thôi? Đó cũng là cái mặc định của con. Vậy thì nếu như mình cho rằng mình đúng thì mình đâu cần học hỏi chi nữa, cho nên thành ra mình phải tham cứu thêm sách vở, tham cứu thêm ở nơi các bậc tiền nhân, những vị thánh hiền học rộng hiểu cao. Mình tự thấy mình chưa có đủ cái sự học rộng hiểu cao thì mình phải học hỏi chứ,
Họ hỏi chứ mà họ mình ra không biết rồi họ dạy cho mình mà mình bảo rồi không ông sai rồi tôi mới đúng thì thôi thôi dẹp thì thôi dẹp phải khỏi học thì mình xem như mình là nhất đây là bá chủ thiên hạ luôn rồi, mẹ của quốc gia cha đồng bào luôn rồi. Đấy không, còn nếu như mình thấy à tôi còn ngu à, giờ tôi học thử cái này tôi xem coi nó là cái gì và tôi tìm cái sự mâu thuẫn ngay trong nó, nếu như ngay trong nó bị mâu thuẫn tôi giục nó bỏ. Tại vì sao mà nó tự mâu thuẫn được, nó không thể bảo cái vừa là đúng cái vừa là sai được à, mà không có một cái sự hợp lý thì nó lại là vi phạm nguyên tắc luận lý. Vi phạm nguyên tắc luận lý thì quăng nó sọt rác bỏ đi à. Như vậy thì mình phải bước vô đó mình tìm hiểu, mình phải bước vô đó mình tìm hiểu để mình hiểu cái hệ thống của nó được vận hành như thế nào, quy luật của nó ra làm sao, chứ không phải mình đứng ngoài mình chắp tay rồi mình ngó ngó mình bảo ui cái này sai rồi mà hỏi cái sai chỗ nào thì không biết. À, sai chỗ nào không biết, mình cho mình đúng mà người ta hỏi tại sao đúng thì mình cũng không biết luôn. Thì không phải, không phải, cái đó không phải là một cái tinh thần của một cái người nghiên cứu, của một cái người mà đầu sâu hiểu biết. Mà cái đó là chúng ta bị nhồi sọ từ nhỏ tới giờ quen rồi. Chúng ta bị nhồi sọ theo kiểu là phán đại, phán càn, phán thí là nó quen rồi. Bởi vì chúng ta mở cuốn sách giáo khoa ra chỗ nào cũng phán đại, phán bừa không à. À, và không có một cái cơ sở hay một cái sự nhìn nhận mà nó chân xác hết. Do đó mà mình cần phải phải xác định lại cái nhân sinh quan và ý thức hệ của mình thì mình mới có thể học hỏi và tiến xa hơn được, chứ không thôi mình sẽ bị giới hạn lại. Nó đụng từ một cái mà nó ra rất là nhiều cái, từ một cái nó ra rất là nhiều cái, nó không có đơn giản. Nhiều người bảo là mọi thứ nó rất là đơn giản là tại vì cái người đó người ta đã đạt tới mức độ trình độ nhất định của sự phức tạp rồi thì người ta mới thấy mọi thứ nó đơn giản. Ừ, còn hai bạn nữa hả? Vậy chắc là à, chút xíu đi coi dưới có ai xuất hiện chưa. Ồ, vẫn đã cũng chưa có ai hết. Nên thôi mình cứ có hỏi tiếp gì đó mình có hỏi thêm. À, sao dứt câu hỏi rồi mình xuống dưới. Ok bé ba. Ừ. Nhiều thứ. Vậy con phải học chứ, con phải học rồi con mới kiểm chứng được nó chứ. Chứ con không học nên đứng chắp tay nhìn thôi, nhìn hay sao kiểm chứng được. Mình muốn biết triết học Marx nó có đúng hay nó sai thì mình cũng phải học trước mặt học Marx. À, người ta có dạy cho con phương pháp thực chứng đàng hoàng mà, thì con có học đâu cũng biết. À, mình không học thì mình không được phán bừa. À, không học không được phán bừa. Không có kiểu giống giống như mấy ông Marxist Leninist thì cứ bảo là tôn giáo là liều thuốc phiện của dân tộc mà không biết tôn giáo là cái gì, không biết tôn giáo là cái gì và cái nào là tôn giáo, cái nào không phải là tôn giáo, họ không có rạch ròi ra, họ chỉ phán đại thôi, tức là giống như một cái anh nông dân chân lấm tay bùn xắn cái áo lên nhìn thấy người ta đang hát giọng cổ lên cả cái bảo trời ơi, cái này quê chết được, xong cái quẩy đít đi về. Trời ơi, một cái sự nhìn nhận mà nó hết sức là lúa nước luôn. Ừ. Chứ là đó là một biểu hiện của sự không hiểu biết. Biểu hiện của sự không hiểu biết. Không có cái sự nhìn nhận và đánh giá rõ ràng. Cho nên mình muốn đánh giá được cái nghệ thuật cải lương nó sai, nó không hay, nó dở. Hát cải lương được đi rồi nói. À, mình muốn đánh giá một cái nghệ thuật của nó, một cái hàm chứa sâu rộng bên trong về cái mật độ hàn lâm. Phải biết chứ. Phải biết rõ nó. Thì mình mới đánh giá được. Mà đâu có thể nào mình không biết cái gì về nó hết trơn mà mình mồm đánh giá ui cái này sai rồi. Cơ sở nào, căn cứ nào mình nói nó sai rồi. Chứ dụ này dù muốn bác bỏ triết học Kant chẳng hạn. Dù không biết gì về Kant, Kant nói cái gì cũng không biết hết. Đi bảo đó siêu nghiệm, nghe thiên hạ đồn nó siêu nghiệm. Ô, siêu nghiệm sao mà đúng, siêu siêu đó là không đúng rồi. Thì thôi rồi đi. Không, cái đó là dốt nát mà còn là nói lớn nữa. Nó không được, phải học. Phải học nó rồi bác bỏ nó, cái gì mình không học thôi đừng bác bỏ nó, ai nói gì đó tôi chưa biết à, nào tôi tìm hiểu
thì tôi kết luận sao? Đó là tinh thần của một người cầu học, một cái nhà khoa học chân chánh, thì người ta như vậy đó. Cái nào biết người ta nói người ta biết, cái nào không biết người ta nói à thôi cái này tôi chưa nghiên cứu. Chứ cái nào mà mình cũng chưa có học luôn, chưa tìm hiểu luôn mà mình bác bỏ của người ta, cái đó là vớ vẩn. Nên cần có một cái tinh thần nó đúng, cần một cái tinh thần nó đúng. Cũng tương tự như vậy, khi mà quý vị cũng chưa có tìm hiểu gì về thần học, chưa có tìm hiểu gì về cái kinh thánh của Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo hay là Kitô giáo đó, thì cũng không có được bác bỏ. Ồ, Thiên Chúa làm sao mà có, Thượng Đế làm sao mà có, bla bla kìa. Ủa, học chưa, nắm được cái hệ thống tính lý của thần học Kitô giáo chưa mà dám nói như vậy? Chưa nắm được cái gì hết mà đứng ngoài phán không à, phán như đúng rồi đó. Cái đó là xạo sự, đó là nói láo, chứ không phải là một cái người nói thật. Nói thật là người ta phải nắm được. Người ta sẽ nói rõ ra, chỉ là chỗ này, đoạn này, câu này viết như vậy dựa trên nền tảng này là không hợp lý. Không hợp lý vì nó mâu thuẫn với chỗ này, cái điểm này, cái câu này. Đấy, nó như vậy đấy. Đó mới là khoa học. Và khi mà mình nhìn một cái vấn đề nào đó phải nhìn bằng nhãn quan khoa học, chứ mình không có nhìn bằng cái cảm nhận. Cái cảm nhận của mình sao mà cảm được? Không thể cảm được, cái giác quan của mình nó có giới hạn. Cái giác quan nó có giới hạn. Cái lỗ tai thì không thể nào biết được vị cay của trái ớt. Cái lỗ tai thì không thể biết được vị cay của trái ớt. Chỉ có cái vị giác của lưỡi đó thì mới biết được vị cay của trái ớt mà thôi. Giác quan ở chúng ta nó làm việc đó, nó có cái tính một một. Tức là nó chỉ biết được đối tượng đặc thù của nó. Nó không biết được đối tượng khác. Không biết được đối tượng khác. Và hôm nay mình chỉ căn cứ vào cái giác quan mà để mình phán, thì giống như thầy bói xe voi đấy. Giống như thầy bói xe voi. Chưa đủ. Chưa đủ để mình có thể kết luận được. Giờ đó là lý do sao mình phải học đó con. Phải học và phải học rất nhiều. Nhưng mà thời nay thì người ta ngán học lắm. Người ta rất là ngán học. Và bởi vì người ta ngán học cho nên người ta không biết. Người khẳng định 10 vấn đề. Ai có việc thì cứ ao trước nha. Nhưng mà tìm được cái sai một hai vấn đề người đó. Bye bye Nhi. Đấy, con lại sai nữa rồi. Cái sự đáng tin không phải dựa vào người, cái sự đáng tin là dựa vào vấn đề. Thí dụ người ta đưa ra 10 phát biểu, trong đó 2 phát biểu sai, 8 phát biểu đúng, thì con phải tin là 8 phát biểu đúng mà con tin rằng có 2 phát biểu sai. Tin cái người đó làm chi? Cái người đó họ thay đổi mà. Hôm nay họ ăn cái cà rem họ khác rồi, ngày mai nó ăn cái cây xúc xích là nó khác rồi. Làm sao mình lại tin vào tin một cái người được? Mình tin vào một người là chỉ có nước bán lúa giống rồi, chết chắc rồi, không có đường nào sống hết. Con người là thay đổi liên tục, đến độ là cái ý thức hệ của họ còn thay đổi nữa mà. Bắt đầu Đức Chúa Trời. Cái đó sai. Sao con biết sai? Con chứng minh là cái điều đó sai đi. Con quay lại từ thời sáng thế ký, con chụp cái hình đem lại đây để chứng minh. Chắc là thầy chưa biết cái phát biểu đó nó đúng hay sai, nhưng mà nếu như cái phát biểu của con cho rằng cái đó là sai thì con phải chứng minh được cái đó là sai. Thì thầy mới tin cái phát biểu của con. Thầy chưa xét về cái phát biểu của ông Giê-xu. Nhưng mà con phát biểu rằng là cái mệnh đề này là sai thì con phải chứng minh được nó là sai.
không con không được xác nhận là nó sai, tức là con không chứng minh được nó sai, sao con dám nói nó sai, mà con có biết chắc là nó đúng không? Con có dám chắc là nó đúng không? Con mà phát biểu ra bảo là cái đó là nó đúng là thầy cũng sẽ bảo y hệt như vậy, chứng minh nó đúng đi, sao con chứng minh nó đúng được, sao con chứng minh nó đúng mà sao con chứng minh nó sai được, thì con sẽ bảo là gì? Tôi không biết. Thí dụ có ai đó hỏi lại hỏi thầy là thầy hồi từ thở ban đầu từ đâu mà con người này có, thì tôi bảo tôi không biết, tôi bảo tôi không biết, cái đó tôi không biết thiệt, tôi không biết thiệt, ai biết thì cứ cứ nói tôi nghe, rồi tôi sẽ hỏi cái câu giống như nãy tôi hỏi đó, bạn chứng minh đi. Đất nó sinh ra từ những nguyên tử hóa học chứ sẽ sinh ra chứ sao lại sinh ra đất trước được, vậy thì cái nguyên tử hóa học đó đâu ra, cái nguyên tử hóa học cũng là bạn tự định nghĩa, bạn tin rằng như vậy, sinh ra trước chứ. Như vậy thì cái nguyên tử hóa học đó từ đâu mà ra, nguyên tử hóa học đó là từ đâu mà ra, và nguyên tử hóa học nó sinh ra, nó sinh ra chắc khoảng thế kỷ thứ 17, 17, 18, cái nguyên tử hóa học đó nó sinh ra từ khoảng thế kỷ thứ 17, 18, hậu thế kỷ thứ thứ hai thứ ba sau công nguyên có khái niệm nguyên tử hóa học không? Đâu có, tại vì đất nó cũng được cấu tạo mà, đất nó được cũng được cấu tạo thì thành ra là đất nó phải có chứ, đất là một khái niệm được hợp thành bởi các yếu tố khác. Sao con biết có nguyên tử trước? Con chứng minh đấy. Hiện tại con phát hiện ra là đất được cấu tạo bởi các thành phần này, thì mình chỉ có thể kết luận là đất được cấu tạo bởi thành phần này. Sao con kết luận được hồi trước đất được sinh ra là bởi thằng này? Chứng minh đi. Sao con chứng minh được? Đó là một kết luận võ đoán. Đó là một kết luận võ đoán. Mình phát hiện cái gì mình nói cái đó. Đừng có đoán mò. Đừng có đoán mò. Ví dụ mình khảo cổ, mình thấy được là ở lưu vực sông Hồng có xương này. Đây là xương có dạng giống xương người. Nên chỉ công bố trong tài liệu nghiên cứu của mình là sau khi khảo cổ ở sông Hồng phát hiện một cái bộ xương giống tương tự bộ xương người vì nó có cái răng nanh như thế này, nó có xương sọ như thế này. Hết. Đừng có vẽ thêm. Bắt đầu vẽ thêm nghe. Hồi đó ở vùng sông Hồng sẽ có một nền văn minh. Nền văn minh đó rất tiến bộ. Ê, bla bla. Ở đâu ra vậy? Có quay về đó quay phim được, có chụp hình được không? Ngồi đón mò, xong đón mò bắt đầu đăng đăng lên, rồi cái những cái người khác đọc đó tin tin đáo để luôn, tin như là nó có thật vậy đó, bắt đầu đi kể cho dòng dòng hàng xóm láng giềng nghe, trời xưa đồng bằng sông Hồng nghe là văn minh lắm, nghe người ta vậy 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 cái kiểu, sao biết vậy? Mình nghiên cứu được cái gì mình nói cái đó, đừng có phóng đại, cái phóng đại đó là nói đại không à, không dính dáng gì hết, nó không có thật, nó không có thật. Mình nghiên cứu cái gì mình nói cái đó thôi hết. Còn cái nào mình không biết, nó không biết. Cái đó tôi chưa nghiên cứu được. Cái đó tôi chưa biết. Đấy mới là một nhà khoa học chân chánh. Còn bây giờ nó chạy chân giả không à. Thành thử ra nó làm rối loạn sự hiểu biết của công chúng. Rối loạn sự hiểu biết của công chúng hết. Nó phải thận trọng. Phải thận trọng chứ. Đó là lý do sao mình phải học luận lý là vậy á. Mà học luận lý để mình né những cái trường hợp đó. Đúng rồi, cho nên cái thằng đâu phải thằng nào mà nó được ghi trong lịch sử là nó đều đúng đâu, nhất là lịch sử Việt Nam. Mà con tin là xem như bán lúa giống rồi. Cho nên thật ra mình phải học nhiều con ơi. Phải học nhiều lắm. Phải học nhiều lắm để hiểu biết nó đúng đắn hơn. Chứ ở đây mình chưa có học là khó lắm.
Bữa nay không biết ông chép được gì không biết. Chắc là mình chuyển xuống với cái phần vấn đáp đi ha, đặng coi có quý vị nào khác người ta chờ đó, nghĩa là người ta vô đó mà người ta không thấy cái mắc công người ta trông ngóng, nên mình chuyển xuống vấn đáp đi rồi mình hỏi tiếp nha. Ok, mình gửi mình xuống nha, chỗ vấn đáp nha quý vị.